Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2024. Đây là căn nhà của ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí ở Châu Đốc, tỉnh An Giang. Và trước nhà là xe của vợ chồng chúng tôi cùng với anh Cường tối hôm qua tới nơi đây nên đậu xe ở đây. Sáng sớm thì tôi loay hoay làm chương trình, gãy cái cây quay phim nên thước phim này gửi đến quý khán thính giả nó có lủng củng, có thể là rè âm thanh vì tôi phải cầm tay, nên mong quý khán thính giả cũng thông cảm. Và bây giờ tôi vào ghế ngồi và đằng sau tôi là bắt đầu mặt trời mọc. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin làm chương trình về một người. Một người này ở trong Việt Nam ai cũng biết, đó là ông Trần Ngọc Bang, với bí danh là Mười Hương, Trần Ngọc Bang. Đây là hình ảnh mà Ban Nội chính Trung ương có đưa ra một cách chính thức về ông Trần Ngọc Bang, tức là ông Mười Hương, trùm tình báo của Việt Nam từ thời kỳ sơ khai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và qua nhiều thời gian mới chứng thực đây là một người tình báo, điều hành tình báo rất là giỏi. Đây là hình ảnh ông Mười Hương do Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp. Ông sinh năm 1924 và mất năm 2020 khi ông được 96 tuổi. Đó là tấm hình ông Trần Ngọc Bang, tức là trùm tình báo Mười Hương. Quý khán giả biết, khi nói đến ông Mười Hương thì ông là một người quá giỏi đi, có quá nhiều công trạng với Việt Nam. Và ông qua đời năm 2020 thì được báo chí chính thống Việt Nam đưa tin rất rầm rộ và người dân Việt Nam thương mến. Nhưng trước khi mà ông Mười Hương qua đời thì tôi xin gửi một clip đến quý khán giả. Sư Thích Trân Quang đón tiếp ông Mười Hương, ca ngợi ông là trùm tình báo là đúng rồi. Nhưng Sư Thích Trân Quang có một mưu đồ khác. Đây là clip mà đón tiếp ông Mười Hương, ca ngợi ông Mười Hương là trùm tình báo. Đó là clip đón tiếp ông Mười Hương và ca ngợi ông Mười Hương là trùm tình báo. Đúng thôi, nhưng Sư Thích Trân Quang lợi dụng chuyện này để có một mưu đồ khác. Khi mà Sư Thích Trân Quang vào trong long trọng đón tiếp ông Mười Hương, rồi giới thiệu một người, nói rằng đây là thân phụ, là cha ruột của Sư Thích Trân Quang. Rồi người này mới bẽn lẽn bỏ đi, vì nói rằng là đây là em ruột của bác Hồ, con của bà Sâu của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Người đó bẽn lẽn bỏ đi thì ngay lập tức Sư Thích Trân Quang nói, đó thấy chưa, cứ mỗi một lần nói đến bác Hồ của chúng ta đó thì là bỏ trốn. Nghĩa là gì? Rõ ràng là Vương Tấn Việt, tức Sư Thích Trân Quang, tự nhận mình là cháu ruột của bác Hồ nên mới tôn thân phụ của mình là em ruột của bác Hồ. Và có thể thôi, tôi không biết, cách bẽn lẽn như vậy thì tôi cho rằng ông đó xấu hổ, vì làm sao có thể là em ruột của bác Hồ được. Đây là clip mà Thích Trân Quang giới thiệu với ông Mười Hương, thân phụ của mình là em ruột bác Hồ. Đây là bác Mười Hương, là trùm tình báo huyền thoại của đất nước mình. Ông là bố anh Chí Mười Hương, ông là ông Chí Long.
cái sinh sách đi vào đến cái con lạnh cũng như vợ xin được bố xin được ban năm theo cũng là cái xe cũng sử dụng giống vậy là chắc là do biết được bác do nghe nói được bác trong chung góc là đó là clip mà Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt, giới thiệu một người nào đó tôi không hiểu. Đây là thân phụ của mình và nói rằng đây là em ruột của bác Hồ, con cùng cha khác mẹ, con của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, con người sau là bà họ họ Mai. Chuyện này làm tôi nhớ năm 2009, đại tá Lê Văn Sỏi của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra một kết luận, đó là liên quan đến dòng họ với Chủ tịch Hồ Chí Minh là không có bằng chứng gì hết nha. Và cũng yêu cầu Thích Chân Quang đừng có mà loan tin bậy bạ nha. Nhưng rõ ràng là Thích Chân Quang vẫn tiếp tục loan tin bậy bạ. Vì sao? Vì ông Trần Ngọc Bang, tức là Mười Hương, qua đời năm 2020. Và clip mà đón tiếp ông Mười Hương cho thấy ông Mười Hương quá lớn tuổi rồi. Như vậy là trong giai đoạn chót, có thể đó là năm 2017, 18, 19, 20 thôi. Và giới thiệu ông Mười Hương như vậy là Thích Chân Quang có mưu đồ. Mưu đồ này đi ngược lại với kết luận của cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thích Chân Quang rất là láo. Nên tôi rất e ngại con người này. Con người này giống như cây gai mà mình triệt mà không hết, nó mọc ra nó còn kinh khủng hơn. Nhổ gai thì phải nhổ tận gốc mới được, chứ còn gai này mà để mở ngoặc đóng ngoặc là chỉ cấm không được thuyết giảng 2 năm, thì sau 2 năm cái gai này nó còn kinh hoàng hơn. Bằng chứng, đại tá Lê Văn Sỏi đã ra quyết định và đã nói rằng là không được loan tin là có gì đó liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy mà Thích Chân Quang vẫn giới thiệu với ông Mười Hương. Đây là thân phụ của mình, em ruột của bác Hồ, con của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Con cùng cha khác mẹ, bà ông Sắc thì lấy bà sau. Tại sao? Là tại vì khi ấy ông Mười Hương tuổi quá lớn rồi. Nhiều khi nghe cũng không biết gì nữa, dầu rằng đây là trùm tình báo của Việt Nam, là người có công. Nhưng vì tuổi tác đã cao, nhiều bệnh hoạn thì nhiều khi không hiểu, có thể cũng không nghe nữa cơ, tai lãng rồi. Thích Chân Quang dùng những clip này để nói sau này, đó thấy chưa, trùm tình báo của Việt Nam mà tôi cũng nói cho biết rõ ràng là công nhận ông này, cha tôi là em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con cùng cha khác mẹ. Đây là một cái tên ma đầu, lưu manh chính trị, lưu manh về đạo pháp, ma tăng đạo pháp. Nên tôi phải lột mặt cái tên này ra, những chiêu trò bẩn thỉu như thế. Vì ở trong clip mà giới thiệu thì Vương Tấn Việt, tức sư Thích Chân Quang, giới thiệu đây là bố của con. Bố của con năm nay 90 tuổi, còn bác, tức là ông Mười Hương, 95 tuổi. Mà ông Mười Hương thì mất khi 96 tuổi. Như vậy clip này cứ thường là năm 2018 hoặc 2019. Khi ấy ông Mười Hương được 95 tuổi Tây hoặc là 95 tuổi Việt Nam. Vậy là thân phụ của Vương Tấn Việt 90 tuổi khi ấy thì cứ thường sinh năm 1928 hoặc năm 1929. Nhưng rất là láo khi giới thiệu đây là một người là em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là con của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng Vương Tấn Việt khôn mà không có ngoan, rõ ràng giới thiệu là con của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là họ Nguyễn, họ Nguyễn chứ không phải là họ Hồ. Hồ Chí Minh chỉ là một bí danh mà bác sử dụng khi còn ở tại Trung Quốc hoạt động năm 1942.
Chứ còn nguyên gốc của bác là họ Nguyễn, Nguyễn Sinh. Đó, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Có con là Nguyễn Sinh Kim, anh ruột của bác Hồ đó. Và cụ Hồ, tên cúng cơm là Nguyễn Sinh Cung. Đây là một tên ma đầu nhưng không biết lịch sử nên mới láo như thế. Hỗn láo và bịa chuyện đủ trò hết. Căn bản như thế mà cũng không biết nữa cơ. Nên là chúng ta không lấy làm gì lạ khi các cái phụ nữ đó ngồi đó thắc mắc. Và ngay chính cái ông mà được giới thiệu là thân phụ nói rằng là em ruột của bác Hồ cũng xấu hổ mà đi. Đây là một cái tên ma tăng rất là kinh khủng. Bịa đủ thứ chuyện hết. Tôi nhớ lại năm 2009, Đại tá Lê Văn Sỏi đã đưa đến kết luận của điều tra công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nói rằng không có một cái bằng chứng gì liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh hết, nên đừng có đi rêu rao. Nhưng tên này rõ ràng không, năm 2018 hoặc 2019, tức là gần 10 năm sau, vẫn tiếp tục đi rêu rao mình là cháu ruột của bác Hồ. Rõ ràng như thế, còn dám giới thiệu với ông Mười Hương là trùm tình báo của Việt Nam. Lý do là vì khi ấy ông Mười Hương 95 tuổi rồi, có thể không còn minh mẫn nữa, có thể tai đã u rồi. Nhưng tên này giả vờ giới thiệu thân phụ của mình là em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm sao? Để đó, sau này đi nói với mọi người đó, thấy không? Tôi giới thiệu với ông Mười Hương là trùm tình báo của Việt Nam mà ông ấy không phản ứng gì. Như vậy là cha tôi là em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên này láo, thật là láo. Láo không thể tưởng tượng được. Vừa láo mà vừa mở ngoặc đóng ngoặc là hỗn xược với lịch sử. Vì bịa chuyện như thế, cố gắng làm sao lái lịch sử đi theo cái hướng mà cái tên ma tăng đạo pháp lưu manh này mong muốn. Nên tôi mới nói rồi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trừng phạt không được thuyết giảng 2 năm chả ăn thua gì hết. Vì cây gai á, nó mọc lại á, thì nó còn kinh khủng hơn, nó còn nhọn và nó còn cứng hơn. Như chúng ta thấy Đại tá Lê Văn Sỏi, ông vừa mới mất cách đây mấy tháng gì đó, đã cấm Thích Trân Quang không có được rêu rao như thế. Nhưng để một thời gian thôi, hắn lại đi rêu rao. Mà kỳ này lại còn giới thiệu với trùm tình báo của Việt Nam là ông Mười Hương. Khiếp khủng chưa? Nếu mà sau 2 năm thôi, hắn vẫn làm trụ trì của chùa Phật Quang, rồi tuyên bố lung tung hết thành lập Giáo hội Phật giáo Phật Quang, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ chí nguy. Chí nguy với cái tên này. Đây là một điều mà tôi thấy rất lo ngại. Nếu không nhổ gai, nhổ tới tận gốc đi á, thì cây gai này sẽ mọc lớn lên nguy hiểm hơn, làm nguy hại đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn là nguy hại đến an ninh tổ quốc Việt Nam. Rõ ràng hắn lơn mặt, dám giới thiệu với ông Mười Hương, vì biết rằng ông Mười Hương quá lớn tuổi rồi, 95 tuổi lúc đó, có thể không còn minh mẫn hoặc là có thể ù tai, không sáng suốt nữa. Nên mới giới thiệu một người, hắn nói là cha ruột của hắn, có thể đó là cha ruột rồi, nó giới thiệu đây là em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà ông ấy còn xấu hổ, người ta, những phụ nữ còn hoang mang bàn tán. Nhưng cái mặt tên này nó dày lắm. Chính vì như vậy tôi mới bức xúc, mong quý khán thính giả thông cảm. Đó là bức xúc thật sự của tôi. Sau clip này, vợ chồng tôi, anh Cường, chị Hà và vợ chồng anh Chuẩn đi ăn sáng uống cà phê. Rồi tôi sẽ về lại Cần Thơ. Anh Cường có việc ở Cần Thơ. Vợ chồng tôi cũng có việc ở Cần Thơ. Tôi xin hẹn quý khán thính giả clip ở Cần Thơ. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.